thử là quần bò giấy gặp tình yêu nhá. Bò giấy á, màu sáng các bác ơi, có hai màu cơ bản cho các bác lựa chọn luôn. 149.000 một quần, hai quần bên em miễn phí ship được chưa? Có đen, có xám mà có đầy đủ size số đến tận 85 kg các bác nhá. Có đầy đủ size số đến tận 85 kg, bao vừa bao đẹp cho các tình yêu luôn. Nhanh chóng lên đơn cho em, hai quần kèm số điện thoại có là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường nhá. Lưu ý giúp em, số bên em được thử hàng các bác ơi, được kiểm tra hàng và mặc thử hàng thoải mái. Chất của nó là chất co gian 4 chiều các bác nhá. Chất bò giấy co gian 4 chiều, mặc lên cực kỳ gọn gàng các bác nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em, 149 thôi bác ơi. Chỉ có 149.000 một quần này, quá rẻ đúng không ạ? Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần đi. Hai quần bên em miễn phí giao hàng. Đấy. Rồi, có xám có đen các bác nhá, có đầy đủ size số đến tận 85 kg nha, 35 đến 85 kg nha. Và đặc biệt ngày hôm nay, tại cái livestream ngày hôm nay, số em cho các bác mặc thử hàng, kiểm tra và được mặc thử hàng, mặc lên đẹp đấy, đẹp thì các bác nhận hàng, không đẹp các bác giả lại cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào. Nó là hàng co gian 4 chiều các bác nhá, co gian 4 chiều ai cũng có thể mặc được, không bao giờ kén dáng nhá, kén độ tuổi không bao giờ luôn các bác nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em đi, hai quần kèm số điện thoại đi là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường cho các bác kiểm tra hàng và thử hàng. Đấy, cho các bác kiểm tra và mặc thử hàng thoải mái các bác ơi. Trong livestream ngày hôm nay 350.000 em xả xong cho các bác luôn, 149.000. 149.000 một quần và có hai màu. Có hai màu, màu đen và màu xám như bản mẫu đang mặc các bác nhá. Quá tuyệt vời luôn chị em nào ơi, hai cái màu này là hai màu hot trend của năm 2020. Chị em nào không mua được cái quần này ngày hôm nay quá phí luôn. Được chưa? Lên đơn cho em đi, có đơn hàng, hai quần kèm số điện thoại là có đơn hàng thành công. Ngày mai có nhân viên gọi điện tư vấn sai các bác nhá. Có nhân viên gọi điện tư vấn sai số cho các bác, cứ yên tâm luôn. Đấy, chỉ có duy nhất cái livestream ngày hôm nay bên em xả luôn, xả sập sàn là 300.500 xuống còn 149.000 một quần. Hai quần bên em miễn phí giao hàng được chưa các bác ơi? Nhanh chóng đi ạ. Quần là quần chất co gian 4 chiều, nó là quần bò đúng không chị gái ơi? Con quần bò nhá. Co gian 4 chiều luôn các bác nhá. Đây nhìn cho em này. Quần co gian 4 chiều cho em được chưa? Đảm bảo cho các chị em nhà mình mặc cột tôn tôn dáng nhá. Đấy, cạp cao ken bùng và tôn dáng các bác nhá. 300.500 xả giả xuống còn 149.000, quá rẻ đúng không ạ? Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường, có hai màu và có size chị gái ơi. 67 kg có size nhá. Có từ bao nhiêu? 40 cho đến 85 kg bao vừa. Đấy, 40 cân đến 85 kg bao vừa các bạn ơi. Tồi gì mà không mua kể là cái quần này đúng không? Tồi gì không mua cái quần này các bạn ơi, quá đẹp, quá đỉnh, quá rẻ luôn đúng không? Quần bò giấy, cạp cao ken bùng cực kỳ tốt nhá. Có túi nhá các tình yêu ơi, có túi trước này, có cả hai túi sau cho em được chưa? Hai túi sau được mặc thử hàng nha các bạn ơi. Được mặc thử hàng thoải mái, tồi gì mà mình không mua đúng không? Không vừa không đẹp thì các bác giả lại hàng cho em, có mất cái gì đâu. Mặc thử hàng cho em thoải mái rồi mới mua đúng không? Lên đơn nhanh chóng cho em đi. Lên đơn nhanh chóng cho em hai quần kèm số điện thoại đi. Đấy, có nó quần của bên em là quần khóa đồng các bác ơi. Lưu ý cho em, quần hàng của bên em là hàng khóa đồng, hàng quần bò xuất dư. Có tem mạc đầy đủ các bác nhá, hàng xuất dư cho em được chưa? Hàng xuất dư có đầy đủ tem mạc cho em này. Khóa đồng các bác nhá, lưu ý em, khóa đồng không phải cái loại khóa nhựa, cái hàng rẻ tiền đâu. Hàng này là 350, hôm nay em xả còn 149.000. 149.000 một quần, quá rẻ đúng không? Chị em nào nhanh tay thì còn, chậm chạy thì vào Sài Gòn mà mua nhá. Đấy, nhanh tay thì con chầm cháy và chầm tay thì vào thai Sài Gòn mà mua. Nhanh chóng cho em đi, hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Và bác ơi, có hai màu đen và xám ạ. Rồi, ok cho em luôn, hai quần kèm số điện thoại đi các bác ơi. Có nhân viên gọi điện tư vấn sai số cho em, cho các bác nhé. Hai quần, hai cái cho em về mặc thay đổi, mặc đi làm, đi chơi, đi tiệc, đi đâu cũng được. Em thề với cả bác luôn, cái quần này mà không đỉnh không đẹp giả lại cho em luôn, em cho cả bác mặc thử hàng. Đấy, ở shop nào mà cho cả bác mặc thử hàng không? Không bao giờ luôn. Nhưng mà tại cái livestream ngày hôm nay, shop em cho cả bác mặc thử hàng. Mặc thử hàng thoải mái cho em được chưa cả bác ơi? Đẹp thì cả bác nhận hàng, không đẹp cả bác giả lại cho em. Đấy, lúc đi thử cả bác có thể thử cho anh em đồng nghiệp nhà mình xem. Đẹp ưng ý thì cả bác nhận hàng cho em thôi. 250, 350 xả sốc luôn, còn 149.000. 149.000 một cái quần hàng xuất bò như thế này, hàng xuất hàn như thế này là quá rẻ rồi. Đúng không? Hàng xuất
một hàng cao cấp luôn cả bác ơi, có hai màu, màu xám này cực kỳ hot trend luôn. Hot trend cả bác nha, cả bác mà không mua được cái quần ngày hôm nay thì quá phí luôn. Quần này là quần cạp cao ken bụng cực kỳ tốt nhá. Cho nên chị em nào nhà mình mà bụng to, bụng vừa mới sinh xong nhá, mông to mông xề thì nên mua cái quần ngày hôm nay để về mặc cho đã cho đẹp cả bác nhá. Đảm bảo sau 1 2 tháng bụng của chị em mình nhỏ lại, không cần phải mặc quần ken bụng nữa đâu. Đấy, quá đẹp quá đỉnh luôn. Không đẹp không đỉnh cả bác giả lại cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào, được chưa bác ơi? Nhanh chóng lên đơn đi. Mặc quần này em đảm bảo cả bác luôn là quần dài, miên chân dài miên man luôn, hạch sáng cực kỳ luôn các bác nhá. Đấy, mặc chất cực kỳ dày dặn và đánh mịn luôn, không bao giờ xù, không bao giờ cản chỉ, không bao giờ phai màu cho em. Có được có gian thoải mái nhảy đấy. Bé kéo như thế nào nó cũng về vị trí ban đầu cả bác nhá, không bao giờ bãi nhau luôn. Đấy, mặc thử hàng cho em thoải mái, đẹp cả bác nhân hàng ạ. À, đẹp cả bác nhân hàng, không đẹp cả bác giả lại cho em có mất gì đâu, đúng không ạ? Tội gì mà không mua, đúng không ạ bác ơi? Nhanh chóng lên đơn cho em đi. 149.000 một quần tại cái livestream ngày hôm nay, bên em xả sốc luôn. Hai quần đi đơn, hai quần miễn phí giao hàng. Miễn phí giao hàng từ hai quần cả bác nha, 149.000 một quần, quá rẻ đúng không ạ? Đấy, đẹp thì cả bác nhận hàng được, mặc thử hàng mà, tội gì không mua đúng không? Ok, nhận được quần rồi, ưng làm số bơi, ok em cảm ơn chị Thanh Thảo luôn. Nhanh chóng lên đơn cho em đi, hai quần kèm số điện thoại cả bác ơi. Đấy, hai quần bên em miễn phí giao hàng 149.000 thôi nhá. Em nói giá em nói thật cả bác sốc luôn, 149.000 một quần, có hai màu đen với cả xám, từ 40 cho đến 85 kg bác ơi nhá. Chị em nào béo mặc ngay em mua cái màu đen cho em, chị em nào béo mua màu đen cho em. Nói chung là màu nào cũng xinh luôn, màu xám cũng xinh, màu đen cũng xinh, màu nào cũng xinh. Đấy, lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi, đến tận 85 kg cơ mà. Các bác không phải lo đâu, 85 cân cơ mà các bác ơi. Nhanh chóng cho em đi, hôm nay gọi là big size luôn, chị em nào cũng có thể mặc được luôn. Có hai tông màu cho các bác lựa chọn, đen và xám các bác nhá. Đấy, có size S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, tương đương từ 38 cho đến 85 cân bao vừa bao đẹp cho chị em nhà mình luôn. Chị em nào bụng to hay là người hơi to không mua được quần ấy thì nên mua ngay quần này ngày hôm nay, quần bò giấy xuất hàng cho em. Quần bò giấy xuất hàng các bác ơi, xuất dư cho em được chưa? Quần bò giấy xuất dư cho em, có đầy đủ tam màu cho em được chưa? Có túi trước và có túi sau. 149.000 một quần cho em được chưa? Đấy, tại cái livestream ngày hôm nay em xả luôn, xả có mấy chục quần thôi, không có nhiều đâu. Lên đơn nhanh thì còn chầm trái tay thì không còn đâu các bác nhá. Đấy, lên đơn nhanh cho em đi, hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Bên em có nhân viên gọi điện tư vấn sai số cho các bác luôn. Nhanh chóng nha, nhanh chóng cho em nha. Không cần phải hỏi em đã được chốt đơn đâu các bác ơi, không cần phải hỏi đâu, tại vì hàng của bên em này này, hàng này bên em chỉ cần các bác để lại số điện thoại là bên em là có đơn. Đấy, nhanh tay để lại số điện thoại thì có đơn, còn không thì các bác không có đơn đâu. Đấy, chầm chấn là không có đâu các bác nhá. Quần này bên em được thử hàng thoải mái, kiểm tra hàng và thử hàng cho em. Đẹp thì các bác nhận hàng, và không đẹp các bác giả lại cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào, được chưa các bác ơi? Nhanh chóng lên đơn cho em đi, kiểm tra thoải mái, mặc thử thoải mái, đẹp các bác nhận hàng, không đẹp vì không nhận hàng, được chưa? Ok tình yêu luôn, hai quần kèm số điện thoại à, 149.000 một quần, hai quần bên em miễn phí giao hàng toàn quốc. Đấy, xả sốc luôn, từ 350.000 hai quần một quần xuống còn 149.000 một quần, đi đơn từ hai quần miễn phí giao hàng. Được chưa các bác ơi? Đấy, quá đẹp luôn đúng không ạ? Không mua cái quần này ngày hôm nay em quá phí, có hai màu xám với cả đen nhá. Có hai màu, màu đen với màu xám các bác ạ. Đấy, lên đơn cho em đi. Đấy, bên em hai quần là bên em miễn phí giao hàng rồi các bác nha, 149.000 một quần. Đấy, để tránh nhận phải những cái hàng đều, hàng kém chất lượng các bác nhá. Đấy, các bác nhớ cho em, trên bọc hàng của bên em có số điện thoại, có tên sộp đàng hoàng. Đấy, có số điện thoại đúng tên số, đúng số điện thoại các bác mới nhận hàng. Đấy, và đặc biệt hàng của bên em các bác lưu ý cho em, hàng được kiểm tra và mặc thử. Các bác kiểm tra xong mặc vào mặc thử cho em. Đấy, đẹp thì các bác nhận hàng, đẹp thì các bác thanh toán, không đẹp các bác giả lại cho em, không mất cái gì. Có hai màu xám và cả đen, có size đến tận 85 kg nhá. Lưu ý cho em, hàng này nhà em đã có size đến tận 85 kg. Các bác chỉ cần lưu ý cho em những cái vấn đề như thế này. Thứ nhất, quần nhà em có đầy đủ size số S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, tương đương từ 38 đến tận 85 kg, bao vừa bao đẹp. Đấy, thứ hai nữa, quần nhà em có hai màu xám và màu đen. Thứ ba, quần nhà em nó là quần cạp cao và ken bụng cực kỳ tốt. Và thứ tư, quần nhà em được mặc thử hàng các bác ơi, được đông kiểm và mặc thử hàng thoải mái. Đẹp thì các bác nhận hàng, và không đẹp các bác giả lại hàng cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào. Mặc màu đen đi, ok tình yêu ơi. Cứ từ từ bên em sẽ thử luôn màu đen để các bác chiêm ngưỡng giúp em cái màu xám nha, để bên em chuẩn bị qua cái màu đen. Đấy, màu đen em thề các bác luôn, mặc lên quá đẹp luôn này. Rồi thử màu đen cho chị đi em. Rồi, bạn mẫu như em đang thử là
là màu đen Ngọc Tình ơi. Các bác nhìn cho em nha, màu đen quá tuyệt vời đúng không? 250.000, 149.000 một quần thôi các bác nha, 149.000 một quần thôi, quá rẻ quá đẹp đúng không? Nhanh chóng lên đơn cho em đi. Hai quần kèm số điện thoại là được, lên đơn hàng thành công. Em có màu xám à? Em có màu đen nhưng mà màu đang mặc thề luôn, cái màu đen này mặc gọn dáng dã man luôn các bác ơi, quá đẹp quá đỉnh luôn. Không đỉnh không đẹp, em cho cả bác giả lại hàng cho em, được chưa? Các bác được bác thử hàng cho em, không tồi gì mà không mua ở quần này. Em có size đến tận 85 cân nhá. Có size đến tận 85 cân cả bác nhá. Chị em nào to, chị em nào mập, chị em nào béo thì nhanh chóng mua cái quần này ngay và luôn cho em. Có size đến tận 85 cân, có hai màu cho em, màu xám và màu đen như bản mẫu đang mặc nhá. Có hai màu xám với cả đen cả bác nhá. Rồi nhanh chóng lên đơn cho em, hai quần kèm số điện thoại đi là được, lên đơn hàng thành công. Em xả sốc từ 350.000 một quần xuống còn 149.000 một quần. Hai quần bên em miễn phí giao hàng cả bác nhá. Đấy, miễn phí giao hàng cho bác nào mà đặt hai quần, được chưa? Quá rẻ quá đẹp luôn bác ạ. Rồi ok tình yêu luôn, lấy cả hai quần luôn. Ok, cứ lên đơn cho em, có số điện thoại là có đơn, không có số điện thoại là không có đơn hàng cả bác nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em đi ạ. Hai quần kèm số điện thoại là được, lên đơn hàng thành công cả bác nhá. 149.000 một quần cho em. 149.000 một quần, hai quần bên em đã được miễn phí giao hàng rồi. Miễn phí giao hàng hai quần các bác nhá. Nhanh chóng cho em ấy, có xám với có đen, có đầy đủ size số cho em. Có size đến tận 85 kg các bác nhá, có size đến tận 85 kg. Và lưu ý quần bên em là quần có túi này, có túi và cam, quần cạp cáo cho em nhá. Đấy, 85 cân vẫn vừa. Đấy, có khóa đông cho em được chưa? Có khóa đông cho em được chưa các bác nhá? Nhớ cho em nó là quần xuất xuất Hàn. Đấy, quần xuất dư các bác nhá, quần là quần xuất dư. Đấy, có khóa đông, có túi trước và có hai túi sau cho em. Mặc lên cực kỳ gọn dáng, nhìn như bản mẫu như em đang mặc nhá. Bình thường em nói thật các bác mua cái quần ở ngoài phải 350, đúng không? 350, 450 một quần, lên dáng chắc gì là đẹp như cái quần này. Đúng không? Nó là hàng có gian thoải mái bác nhá. Có gian thoải mái cho em này. Có gian thoải mái được mặc thử hàng bác ơi. Được mặc thử hàng cho em được chưa? Lưu ý cho em, quần của bên em là được mặc thử hàng. 149.000 một quần thôi, quá rẻ đúng không? 149.000 một quần được mặc thử hàng thoải mái cho em. Đẹp thì cả bác nhận hàng, không đẹp cả bác giả lại cho em mà. Đúng không? Tội gì mà không mua đúng không? Xả sốc ngày hôm nay chỉ có duy nhất một cái livestream ngày hôm nay, 149.000 một quần và đi đơn từ hai quần bên em miễn phí giao hàng. Hai quần bên em miễn phí giao hàng, quá đẹp quá đỉnh luôn em thề. Ở shop nào bán cái quần này nhá, giá rẻ hơn em đền tiền luôn, được chưa bác ơi? Quần này quá đẹp quá đỉnh luôn các bác nhá, quá đẹp quá đỉnh luôn. Có khóa đông và có tem mặc đầy đủ cho em. Hàng có gian thoải mái cho em được chưa? Nhanh chóng lên đơn cho em đi ạ, 149.000. Đấy, 67 kg, 69 kg, bao vừa cho em được chưa? Hàng này em làm cho cả big size các bác nhá. Đến tận 85 kg cơ, big size 85 kg, bao vừa cho em. Chị em nào không mua được cái quần này quá phí luôn. Một cái quần big size 85 cân mà có 149.000, ở đâu bạn hả các bác ơi? Ở đâu bán cái giá này? Đấy, các bác yên tâm luôn, mặc thử hàng cho em thoải mái. Chị nào cũng được mặc thử hàng. Cứ kiểm tra sờ chất xong mặc thử hàng, đẹp các bác nhận hàng, không đẹp các bác giả lại cho em. Có mất mát cái gì đâu đúng không? Cho nên cứ lên đơn cho em đi. Hai quần kèm số điện thoại đi các bác ơi. Hai quần kèm số điện thoại, có nhân viên gọi điện tư vấn size nhá. Rồi ok tình yêu ơi, nhớ giúp em để tránh nhận phải những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng các bác nhá. Đấy, các bác nhớ là trên màn hình của bên em có tên shop, có tên shop đầy đủ, có số điện thoại hotline các bác mới nhận hàng các bác nhá. Đúng thì các bác nhận hàng. Em thề các bác ơi, cái quần này thề luôn, cái màu đen này quá đẹp luôn. Chị em nào nào 6, 7, 80 kg thì nhanh chóng mua cho em đi, không còn nhiều đâu. Đấy, quần này mặc lên chân dài miên man, hách dáng cực kỳ luôn các bác nhá. Không hề bị lộ các bác nhá. Quần này mặc đỉnh của đỉnh luôn. Em nói thật, đỉnh của đỉnh luôn, mặc quá quá đẹp luôn các bác nhá. Đấy, bạn mẫu em phải đứng gần cho các bác xem luôn này. Quá đẹp luôn các bác ơi. Đấy, quần là quần cặp cao, quá đẹp luôn. Được mặc thử hàng thoải mái nha. Giá bao nhiêu? Hôm nay bên em xả còn 149.000 một quần, hai quần bên em miễn phí giao hàng. Một quần 49.000 và hai quần bên em miễn phí giao hàng. Tội gì cả bác không mua đúng không các bác ơi? Tội gì cả bác không mua cái ngày hôm nay? Đấy, bên em còn được cho cả bác mặc thử hàng mà. Đấy, kiểm tra hàng, mặc thử hàng. Đẹp thì cả bác nhận hàng, không đẹp cả bác trả lại hàng cho em. Em nói thật, ở đâu bạn như thế này, cho cả bác mặc thử hàng. Nếu mà hàng xấu không bao giờ
cho cả bác mặc thử hàng đâu, em nói thật. Cái hàng này nhá, hàng này em đảm bảo các bác nhá, đẹp bên em mới cho cả bác nhờ mặc thử hàng. Còn bình thường không ở đâu cho cả bác mặc thử hàng đâu, đúng không ạ? Nhanh chóng lên đơn cho em đi, hai quần kèm số điện thoại đi là được đến hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường nhá. Đẹp thì cả bác nhận hàng, không đẹp cả bác giả lại cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào được cho các bác ơi. Nhanh chóng đi đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Rồi, ok tình yêu luôn, thử xám đi ạ. Ok tình yêu, màu xám, ok tình yêu. Bây giờ bên em sẽ thử màu xám cho các bác xem nhá. Màu xám màu nào cũng xinh cũng đẹp luôn đấy. Đen rồi cả xám, hai màu, màu nào cũng xinh cũng đẹp. Đấy, thử màu xám giúp chị đi em.